là hồi sáng thầy nói câu Bồ Tát đạo chú trọng sự thực hành chứ không phải chỉ do tán thán tín ngưỡng quả đức của Phật mà có thể thành tựu. Thì cái câu này đó, phải không, là muốn tu Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo là phải thực hành Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo, chứ không phải là do chỉ do lễ Phật, niệm Phật và thành Phật. Thì câu này gây sóng gió ở Đài Loan 50 năm về trước, khi mà ngày Ấn Thuận giảng cái này á, biết không, bên trường phái Tịnh Độ Tông á, cái hồ sách này, mấy sách của người Ấn Thuận giảng mà đốt, thấy không, họ nói là cũng một phản Tịnh Độ. Nếu vậy thì tôi chủ trương Tịnh Độ là đi Phật, lấy Phật thành Phật, thấy không, đi ngược do pháo đó, không có ngược, cái gì khác nhau chút thôi chứ không ngược gì hết. Để nói hồi nãy là đi theo cái đường Tịnh Độ Tông, là đi theo đường dễ, phải không, dĩ hành đạo, dĩ là dễ. Còn đây ta muốn đi cái đường khó, phải không. Giả sử bây giờ mình đi từ đây cho đến Dallas đi, thì nhiều người họ thích đi nhanh, họ lên cái cớ bay thường nhiêu 50 phút, phải không, thành tiếng. Nhưng mà nhiều người lại thích đi xa hơn, còn ai không thích nữa thì có thể sắp xa đạp, đạp từ từ. Còn nếu mà đi tu mà khổ hạnh theo đệ tử Ngài Tiên Hóa đấy, thì ba tam bộ nhất bái, cứ đi ba bước thì lại bước, rồi cũng sắp đến, cũng sắp đến đó, phải không? Thì mình ngồi phi cơ thì mình đâu chê người đi tam bộ nhất bái được, họ có lý do của họ chứ. Thành ra khi mà tu đại thừa đó là phải mở tâm bẩn đại, phải chấp nhận có sự khác biệt, chứ không phải hễ mình làm là đúng rồi mình bắt người ta cũng phải giống mình. Người ta nói chuyện với người ta rồi mình mua sách thầm đốt là cái chuyện gì, đó là mình độc tài. Mà đạo Phật đứng ngang đi như vậy đó, thái độ như vậy là đi ngược tinh thần của Đức Phật rồi. Đức Phật chủ trương bình đẳng, chủ trương bao dung hết mà. Mình nói mình tu Bồ Tát hạnh mà mình nói khác mình cái người vô tinh thần đó, thì gì đâu sao ứng theo sách khác, phải không, đốt hoài sao đốt được, phải không. Thành ra bây giờ cũng cái chịu khó đầu tiên khi mình bắt học đại thừa đó là phải mở tâm đại mà được. Vì tâm đại, đại cái là lớn chứ không phải đại là đại, thì không đại phải vậy thì mới có là học đại thừa. Rồi bây giờ tiến trình của cái người học Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát đạo đó, là đầu tiên tân học Bồ Tát, đầu tiên là phải bồi dưỡng tín tâm, tức là quý vị phải xác quyết lại là quý vị có tín tâm, tâm bảo hay không, đủ hay chưa. Cái thứ gì đó là bi tâm, tức là tâm đại bi, lòng thương xót chúng sinh. Thật ra trong cái kinh Hoa Nghiêm có nói đó, tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tức là tính là nguyên, tức là nguồn gốc, là cơ sở của công đức, đạo của đạo. Tính vi đạo nguyên, nguyên tức là nguồn gốc, đạo tức là con đường, tức là cái gốc, cái chỗ đầu tiên của con đường mình đi, là công đức mẫu, tức là mẹ của tất cả công đức. Giả sử quý vị không có tính tâm, quý vị không học được, thì là đầu tiên quý vị đến chùa, rồi quý vị có tính tâm với thầy trụ trì. Không, giả sử đến chùa này thì rất tính tâm thầy trụ trì, chứ không phải dò xét không, vô đây tính tâm khác. Có người đến đây thật là muốn nghe pháp, nhưng mà đồng thời có người đến đây không thỉnh giảng cái gì kỹ bằng, không, cái đó không được, cái tinh thần không nên. Thành ra trước tiên phải có tính tâm để mình sức quyết mình đi con đường đó. Ví dụ mình thích mình đến đây mình nghe mình thích tu Tịnh Độ thì đạo trường là đạo trường Tịnh Độ, thì mình lấy ông thầy trụ trì ở đây hoặc các chư tăng ở đây họ tu Tịnh Độ, đây là cái chỗ luân thường của mình. Thứ gì là bi tông, tức là bi tông tức là tâm bi, là tâm thương xót chúng sinh. Thành ra năm ngoái khi mà trước khi thọ
Tại gia Bồ Tát giới đó có hỏi một câu đó. Có, quý vị có phải vì thương chúng sinh mà thọ giới này hay không? Có phải vì thương chúng sinh không? Phải. Đúng không? Cái câu đó mà quý vị nói được gật đầu cái là quý vị đã có tư cách làm Bồ Tát Đại Thừa đó. Không cần chưa thường thọ giới. Chỉ nói được tôi vì thương chúng sinh mà tôi thọ cái giới này thì quý vị đủ tư cách rồi. Là chư Phật nó là tán thán rồi đó. Phải không? Còn chỉ cái nghi thức đó chỉ là chứng minh thêm thôi. Thành ra cái người mà đầu tiên nuôi tôn Đại Thừa là phải có nghi tâm bi. Quý vị đã có tâm bi rồi chứ phải không phải chưa? Phải không? Quý vị có thương người trong gia đình không? Có chứ không? Quý vị có thương người dễ thương không? Tự nhiên. Phải không? Đó là thương với một bi tâm. Nhưng mà bây giờ đến chừng mà mình phải thương người dễ ghét đó thì đó là phải là bi tâm bự đó. Con người dễ thương thì dễ thương luôn. Phải không? Thành ra mình đến đây để mình phát triển. Bắt đầu bi tâm là cái chỗ mình đi. Nhưng mà đồng thời mình phải phát triển đó. Chứ còn không mình chỉ biết thương những cái gì mình muốn thương thôi. Và mình không thương những cái gì mình không thương. Đúng chừng mình lúc nào cái gì mình cũng thương được thì lúc đó mình là thành tâm, mới là bi tâm. Rồi học tập phát Bồ Đề Tâm. Cái đó phải học. Học xong rồi phải tập. Chứ là nhiều người này học nhưng không tập. Thấy không? Cũng như mình không nói gì đó. Học thì phải hành. Đúng không? Học mà không hành thì cũng như không. Đúng không? Cũng như ví dụ như có nhiều người ví dụ như tại sao mà trong thời đại phong kiến biết bao nhiêu ông quan tham ô rồi nó làm đủ trò bậy bạ. Muốn làm quan đầu tiên ông phải thi đậu nữa. Mà thi đậu là thi lấy sách của thánh hiền học không à. Khổng tử nói vậy, Khổng tử nói vậy bậy đâu. Nhưng mà ông học nó không có hành. Ông học đến thi đậu thôi. Phải không? Học lời của thánh hiền thì phải học, phải làm theo thánh hiền mới gọi là học. Phải không? Còn cái này là thôi học kiến thức nó khác. Thì mình đến đây đó là mình học, chứ không phải mình thôi học kiến thức. Cho nên học xong rồi tập. Thành ra quý vị nghe nguyên ở đây nguyên tắc, quý vị biết học. Xong rồi thích nghe chánh pháp. Thích không phải là cưỡng bách đến nghe. Không ai cưỡng bách đến nghe hết. Phải không? Vì có tò mò thứ tò mò thì có. Thấy không? Nhưng mà từ cái tò mò đó phần sau phải tập tới thích nghe chánh pháp. Mà phải nghe chánh pháp kìa. Chứ thầy thấy nhiều tử họ nghe nhiều lắm mà họ nghe lung tung lắm. Có nhiều tử ra đến chùa thầy là nào là lông hoa hậu hay gì đó, mấy cái mấy cuộn băng mà mình thấy nó nửa tà nửa chánh. Thành ra tà chánh bất phân. Thành ra bây giờ mình phải làm sao mình phải phân biệt cái tà pháp và chánh pháp để mình nghe. Và mình thật thích nghe chánh pháp. Tung tiếng văn tư. Văn tức là nghe, tư tức là suy ngẫm, tư duy. Thành ra có quá trình tu học đó là văn. Từ văn tức là đầu tiên là nghe cái đó. Rồi cái nghe chỉ là dễ sống gì. Đúng không? Rồi mình tư. Tư sinh hoạt sống, mình tu. Cái vị đó thích tụng kinh nhiều. Tụng kinh tức là văn á. Không như thì nghe văn nhất thật phức tạp. Nhưng mà đâu có tư đâu. Đâu có tư gì đâu. Thì cứ mỗi ngày nghe mà có tư. Đúng không? Thì bây giờ phải tư mới được. Tức là một là Phật dạy và suy ngẫm. Suy ngẫm xong rồi mình mới theo đó mình tu. Mình phải văn tư, tu. Rồi chú trọng thập thiện nghiệp đạo làm cơ sở cho Bồ Tát đạo. Tức là quý vị hãy tích cực. Không phải đến chùa là đủ. Bỏ đi chùa 5 đồng cũng được, nhưng mà không đủ. Thấy không? Nhưng bây giờ thí dụ như giả sử mà thiệt sự đó nghĩ đến cái tương lai của Pháp á, thầy không nói, thầy không có quảng cáo cho ai. Thấy không? Mình phải làm sao cho cái tăng đoàn phải hòa hợp. Giúp cho tăng đoàn hòa hợp. Thấy không?
không thể nào mà làm cho cái lực lượng cực có tăng bị phân tán mỏng đó. Một cái đạo trường như vậy, nếu mà dựng được một đạo trường trang nghiêm như vậy là chỗ quy ngưỡng, thấy không? Thứ nhất là cái gì cũng vậy, mình có cái con mắt, cái cổ tai, con mắt mình thích cái nhìn thấy trang nghiêm. Thí dụ như bây giờ thì nói thiệt á, như bước vào cái chỗ một cái chùa mà sọc sệ, mà chùa lá rồi nó là ấy hôi hám rồi thì cũng vô, đúng không? Nhưng mà vô vô chỗ chùa thiệt đẹp rồi tự nhiên mình thấy tự nhiên tâm nó khác, thấy không? Thì nó có cái đạo trường trang nghiêm, thấy không? Hồi thì đây giảng cái vấn đề mà pháp luật nào thì mình sẽ thấy. Thành ra cái gì cũng vậy, đến một đạo trường tìm cách ủng hộ nó, bởi vì đây là cái chỗ để mà mình làm chủ tương tự cho mình, thì con cháu mình sau này. Còn mình vô mình quẩy cho nó tan hết đó, thì dĩ nhiên là nó sụp thì mình cũng sụp theo thôi. Thì mốt con mình nó theo tin lòng, con mình theo Thiên Chúa thì mình chửi nó hay là mình nói gì nó không vô ích. Bây giờ ta gây cái sơ sở cho mình không biết bảo tồn, mình không biết ơn tôn trọng. Bởi vì thì đó là cái tiến trình của một người Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh. Bây giờ đối với Bồ Tát Phạm Phu, tức là Bồ Tát mình đây nào, đúng không? Mình đây Bồ Tát Phạm Phu thập thiện, thập thiện có tu thập thiện đó, vốn là chánh pháp trên nhân thiên thừa. Bây giờ mình hiểu nào, là Phật nói ra đó, Phật pháp đó, nó rất đa diện, chứ đừng có tưởng tượng là thế mà đi học Phật là cái cạo đầu, là cái tu khổ hạnh, cái quan niệm sai lầm. Đức Phật không bao giờ đòi hỏi được đó. Bởi vậy nên Đức Phật mới giảng ngũ thừa Phật pháp, cái ngũ thừa không? Ngũ thừa Phật pháp, tam thừa Phật pháp, có nhất thừa Phật pháp. Thầy thấy nhớ hết rồi. Có ngũ thừa có nghe bao giờ chưa? Biết ngũ là gì không? Ngũ thừa là cái gì? Năm chiếc xe. Ngũ thừa. Giống như nói mình hiện giờ mình nói là đại thừa phải không? Rồi mấy ông năm tông kia thì mình thì họ cái mà họ làm. Thấy không? Thì Đức Phật đó tùy theo căn cơ chúng sanh thuyết pháp khác nhau. Có nhiều người họ đâu có tin Phật pháp, nhưng mà Đức Phật không bỏ họ đâu. Giả sử cái người thích tu phước báo nhân thiên, họ đến chùa đó mục đích là họ đều mong giàu có, họ mong đời sau họ sinh lại làm đẹp trai hay đẹp gái, hay là quý tụ trong nhiều. Thì Đức Phật giảng cho nhân thừa, tức là cái pháp tu sau để trở sau đỡ trở lại trang nghiêm, nói năng dịu dàng duyên dáng, ai nghe cũng thích. Bây giờ thầy nói điều kiện để trở thầy tối thiểu để trở lại làm thân người sau này là làm sao? Muốn trở lại làm thân người đời sau, cái điều kiện tối thiểu phải làm là sao? Những giới nào? Năm giới. Cô này cái là cao cấp rồi. Tức là phải thọ và trì năm tam quy ngũ giới, giữ năm giới mà hoàn hảo á, tốt lành á, thì đời sau nhất định trở lại làm thân người. Tức là bảo đảm. Và nếu mình tiếp tục như vậy đó, đã từng quý vị tam bảo rồi mà không muốn lên cực lạc, cũng không muốn lên trời, mà cũng muốn đọa vô địa ngục, địa ngạo quỷ xuất sinh, người giữ năm giới, thì đến khi Đức Phật di lạc ra đời đó thì là nhất định người sẽ được vào trong hồ Long Hoa, thấy không? Thế đâu, nhưng mà phải đợi 10 triệu năm nữa, không, nếu như can đảm 10 triệu năm nữa thì sẽ tức gì lắm,
có người tính năm mươi mấy triệu năm thì, nhưng mà phải tính tính là 10 triệu năm theo cái một tiểu kiếp là 1 triệu mấy trăm đó, thì 19 triệu kiếp nữa, 9 triệu kiếp là khoảng 9 triệu năm, hơn 9 triệu rưỡi năm. Còn đường còn xa không, đường đi khó, không vì ngăn sông cách núi à, nếu mà mình không ngại núi nghe sông thì mình ở lại đây mình gặp được gì lạ. Nhưng mà dĩ nhiên là thầy không có ai thấy đường nó không phải là tốt nhất, phải không? Nhưng mà điều kiện mà để trở lại làm thứ người đó là phải giữ ngũ giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không giết kiến thì là thì là không sát sanh đó. Thì thập thiện đó, thì bây giờ cái thừa kế đến là thiên thừa, tức là như những cái đọc ngoại đạo, ngoại đạo Thiên Chúa, Tinh Lành hay là Bà La Môn hay là Hồi hay Do Thái, là họ cầu lên trời, mong được trở về với lại Đức Chúa Trời, cái lời của trời, tức là thiên thừa. Tức là nếu mà nhìn những con mắt Phật Pháp đó, thì đó cũng là cái nẻo đi của Phật Pháp. Không, dĩ nhiên Đức Phật không muốn quên về đó. Quý vị đó thì họ nói chốc kiếp mình tư mình tu là mình ở đây mình tu thiên thừa nhân thừa, nhưng mà mình đã trồng cái nhân giải thoát rồi. Quý vị tâm bảo là quý vị đã trồng cái nhân giải thoát trước sau gì mình cũng thành Phật, nhưng mà trên con đường tạm thời quý vị chưa muốn đi xa thì Đức Phật chỉ những chỗ gần gần quý vị đi, phải không? Rồi kế đó là thanh văn, tức là đi bằng đường thanh văn thừa, tức là để theo như cái tinh năm tông đó, tức là một đợt độ cầu giải thoát và niết bàn thành a la hán. Rồi cái đó cũng được Đức Chi Phật, tức là độc giác, tức là cũng là thanh văn nhưng mà tự ngộ tự chứng, và cuối cùng là tụ tác thừa, tức là con đường đầu mình đang muốn đi đây, tức là muốn muốn thành Bồ Tát. Mà mình đã Bồ Tát còn thành gì nữa, phải không? Mình đã là Bồ Tát rồi. Có ai đến đây lần đầu tiên không? Hôm nay có ai đến đây lần đầu tiên mà thế hả? Đúng không? Đây đúng. Nếu mà thầy gì giảng gì mà nó chưa hiểu đó, không sao, mà từ từ học. Nhưng mà ít ra cũng có một cái, một vài cái khái niệm. Nhưng mà thì mình đã là Bồ Tát, mà giả sử mình chưa biết Bồ Tát là gì đó, thì mình hỏi các vị thì giới thích xung quanh đây con đường thế nào để là Bồ Tát, đi như thế nào, thì hôm nay thầy muốn xác định cái căn bản tu của muốn tu Bồ Tát hạnh, hạnh Bồ Tát nào theo con đường bình thường, còn con đường mà đi tịnh độ là con đường đặc biệt, đúng không? Thành ra bình thường, từ cái bình thường mình sẽ qua tịnh độ đi cái đặc biệt rất nhanh, còn mình đi đặc biệt đó thì qua cái bình thường hơi khó, không thì mình biết bình thường trước rồi mình biết cái đặc biệt sau. Thì sơ tức là cái thập thiện đó, bổn lai đó, nó là căn bản cho cái nhân thiên thừa, tức là tu để một thằng trở lại làm người hoặc là trở lại làm ông trời. Sơ học Bồ Tát chú trọng đến thập thiện nghiệp là việc chính đó của dùng thân người học Bồ Tát đạo. Tức là mình thấy cái thân của người mình là thân người nào mình học Bồ Tát đạo thì mình phải bắt đầu từ thập thiện. Dù quý vị cứ tu tịnh độ thì cũng không bỏ thập thiện được, phải không? Thầy dám nói, quý vị nên trong khi niệm Phật quý vị đang tu thập thiện đó, phải hiểu không? Có gì nữa, khổ nghiệp không nói bậy. Niệm A Di Đà là người ta miễn, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì đâu có thiền nói bậy, thì đã là giảm cái nghiệp khổ nghiệp rồi, tức là một trong cái thập thiện gì nữa. Nguyên lên lại Phật đi kinh hành, thiểu biển ra khi làm chuyện khác, không đi trộm, không làm chuyện làm bậy bạ, không giết người, thì người ta không tu thân nghiệp gì nữa, đúng không? Ủa mình làm gì? Đăng niệm Phật A Di Đà thì mình giảm tham sân si đi, có phải như vậy không? Nhưng mà đó là tu thực hiện theo cái con đường tắc tịnh độ, còn đây mình tu theo cái bình thường, phải không? Tức là mình
không sáng, không dâm, không đạo, mình không nói dối, không vọng gì, không vọng ngữ, là không ý ngữ, phải không? Không lưỡng thiệt, là không ác ngữ, đúng không? Là không tham, không sân, không si. Nếu mà bị giữ được cái giới thập thiện, người nhất định sẽ lên cầu thiên. Nhưng mà ở đây đó, cái ấn thượng nói là bắt đầu các Bồ Tát mà mới vào đạo á, mới phát bội tâm đó là phải tu thập thiện. Tại vì mình dùng cái này bởi vì thập thiện nó tích cực, như nãy con này có nói, không tham mà bố thí, đúng không? Rồi gì nữa, không giết người mà bố thí sinh mạng phóng sanh, đúng không? Rồi không ăn cắp mà lại còn gì bố thí người khác đó. Rồi không nói dối mà nói là chân thật, rồi không nói đôi lửa đôi chiều mà nói là hòa hợp, hoàn toàn là tích cực hết. Thành ra mình đạo Phật đây mình dùng theo cái phương diện tích cực. Ở đây thì rất là từ lúc mà thầy ý thức được cái phương diện tác đạo này, thầy rất ít nói chịu khổ, rất ít nói chịu khổ. Bởi vì đã khổ rồi còn nói thêm chịu khổ chứ nặng nề thế nữa, phải không? Bây giờ mình nói chịu vui đi, tu là vui, làm Bồ Tát là vui, như vậy mình mới có khấn khởi mà đi chứ. Chứ còn nói khổ mà thôi, phải không? Bây giờ từ lọc trường phàm phu nhân gian phát tâm học Bồ Tát hạnh có hai điểm, có hai cái điểm mình phải chú ý nè. Cái điểm thứ nhất đó là thân tâm đầy phiền não, thân tâm đầy phiền não. Thân tâm đầy là đầy dẫy đó, đầy dẫy phiền não. Bây giờ tại sao vậy? Mình tu đạo Phật á, cửa tích luận nó phải có ba tông. Cái đầu tiên là phải trực tâm và thân chân thực, thành thực, trực tâm, không có giả vờ, không có đóng kịch, tu là của cho mình, hiểu không? Trực là trực là thẳng đó, trực tâm một tâm thôi, còn ba tâm này mà nó không cả. Cái hai là thông tâm, thông tâm. Thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Nhưng mà mình nói trực tâm thôi, đầu tiên là vào đạo là phải có trực tâm, tức là phải thành thực. Thường thường mình cũng không thành thực đâu, mình tưởng mình thành thực nhưng mà thật sự không có thành thực. Mình đang uể oải không muốn lạy Phật nhưng thấy chị ba đi tới mình lạy lắm, lạy xuống. Mình đang nghe là đang đồng đồng muốn nói cái nghe người ta đến a di đà phật, a di đà phật. Không thật sự là phải biết tôi biểu diễn, không thật sự là mình diễn, không phải mình phải thực sự thành thật của chính mình. Nhiều khi mình giả sử không muốn cúng dường, mình thấy người ta ghế bên cúng 20 cơ, mình phải móc cực trăng là phải móc 25 đâu. Không có con người mình không có thành thật. Thành ra Đức Phật rồi mình phải vào trong đạo, phải có trực tâm, phải thành thật. Và cái thực tâm ở đây là gì? Phải chấp nhận mình là một phiền não phàm phu, phải biết mình là một phiền não, một cái phiền phàm phu rất là nhiều phiền não. Đừng giả vờ, nhất là mấy người xin lỗi xuất gia là không nên giả dạng mình là tu này chứng kia để cầu đệ tử, để cầu tôi cung cứu cúng dường. Thành ra quý vị đến đây đó, quý vị nó chấp nhận sư phụ của mình, chấp nhận các thầy cũng là phiền não phàm phu như mình. Đừng nhìn những người xuất gia giống như men thánh. Khi mới nhìn con mắt đó là quý vị sẽ đi ra đạo Phật, ra khỏi chùa rất nhanh. Thật sự là những cái gì mà đến đây mà hồ hởi đến đây đó, thấy không? Mà cứ nghĩ là ông thầy tình thế hay ông thầy nào đây, chắc là phải thần thông đạo lực. Thế là nói ra nên là giống như là thánh vậy đó, không có phiền não mà. Mình sẽ lòng phiền não rất nhiều, thầy cũng phiền não lắm nè, thử đợi, thử là thử chứ coi. Không biết liền à. Nhưng mà mình phải công nhận rằng
mình là phiền não, mình là người phiền não, phải chấp nhận điều đó, phải chấp nhận tất cả những người chung quanh mình. Dĩ nhiên là Phật Bồ Tát thể hiện mình không biết, nhưng mà giả sử các ngài mà có thể thể hiện thân phàm phu với đây đó, ngồi trong đám này đó, ngài cũng thể hiện là người phiền não thôi. Để giả dạng thử thách mình coi, mình có tu thiện hay không, hiểu không? Thành đối bị cẩn thận. Nên là không nên giả dạng thánh nhân, mở miệng là nó chứng ngộ, nó giải thoát. Thích lắm, mà tất cả nhất là quý bà thích cái thầy thần thông dị dị không? À, làm gì lạ lạ rồi, bắt ứng rồi. Làm gì quên quên đầu, cái tự nhiên thấy sáng sáng như vậy. Thích lắm. Còn những người mà ta thấy thàm phô, thấy đi đứng bình thường, ăn uống bình thường, mà thò con thầy có gì để học. Bởi vậy cho nên người ta mới tìm, làm sao? Tìm cách giả dạng người ta, người ta lừa quý vị. Phải chân thực, biết mình phàm phu còn đầy phiền não. Khi mà mình thành thật với chính mình rồi đó, thì mình phát tâm học. Còn mình cứ tưởng mình vô chùa 3 ngày mình thành thánh á, thì nó có lòng. Hồi xưa khi mình thầy chưa xuất gia đó, thầy cũng nghĩ rằng thầy vô chùa thì sẽ trong 3 năm thầy sẽ đoạn phiền não, hết trần lao. Nó đi, cái người mà xuất gia với cái tâm tốt đó, cũng có cái phúc, có phúc đức nó vô được. Nhưng thường thường nó phiền não của mình rất mạnh, thấy không? Vào chùa đó, đầu tiên họ tịnh độ kinh là đoán ở trong pháp hỷ sung mãn, ăn ngon ngủ yên, thấy không? Ăn ngày có 2 bữa mà lên cân, thấy không? Nhưng được 6 tháng à. Thằng đó, phiền não mình nó tạm thời, nó nhường bước mình chút, nhưng mà sợ trở lại. Thật ra quý vị mà đi chùa hay là cảm thấy là nhiều hay niệm Phật, đi Phật thất rồi đó, niệm được thời gian thấy khoái khoái rồi không? Thấy nhẹ nhàng tưởng là được, không có đâu, nó sẽ trở lại. Với hình thức này thì hình thức kia. Cho nên nếu mình không chịu quán sáng, mình cũng sẽ trở lại bình thường. Nhiều khi còn phiền não hơn, nhiều khi còn bực dọc hơn. Thôi, nó tưởng tôi đi chùa, dũng công niệm Phật quá trời, nó cũng bị tự nhiên thất tinh tâm. Nếu thiện nó dễ hàng phục, nếu dễ hàng phục thủy diện ngồi tàu hoa sen rồi đó, nó có ngồi đây làm chi nữa, phải không? Thầy cũng phải ngồi đây giảng kinh với người đó, không lúc đó thầy đứng, lúc đó bắt đầu thầy xá từ rồi, phải không? Tối dễ. Thế nè, có người nói, nếu như những người học Phật hoặc các vị xuất gia trong tâm còn đầy dễ phiền não, làm sao cho người khác quý y kính ngưỡng, đúng không? Quý vị mình vô thêm về phiền não rồi bước ra liền, tưởng vô chùa gặp ai cũng phàm phú thôi, phải không? Đúng không? Quý vị cứ tưởng tượng ông thầy lúc nào cũng là điềm đạm, ông nào mà nói là thấy mình nghe là làm gì cũng cười, nó nhẹ nhàng, tôi thích lắm. Còn ông nào thấy bị làm sai la cái với bị nổ phiền não liền. Nhưng mà quên thuốc đắng thì nó giả tập mình hết, kỳ lắm. Mình không biết, mình đến đây mình học Phật rồi mình mong cho cái người hướng dẫn mình, họ sửa lỗi mình, họ giúp cho mình tiến bộ, nhưng mà không, thì cái là bắt ông phải chiều theo mình. Ông phải nói ngọt cho mình nghe, ngon thơ nữa, cái gì cũng còn hốt nữa. Phải không? Nó tên nhạc thì ra mấy thầy giật mặt hốc, họ học hát cái hát đụng cổ cũng nghe tên nhạc cũng thơ như vậy. Mục đích học Phật hay là đi ấy là thế? Không, mình phải hỏi chứ, mình phải hỏi là được. Mà nếu mình đến đến đây ấy là thế, nó thể nghe Phương Dung hát và nghe hay là thí dụ vậy, hay là một cái ca sĩ nào đó thí dụ ở đây, phải không? Thành ra mình phải chấp nhận, mình phải chịu đến chùa, mình phải cởi mở tâm mình ra, chịu khó thâu nhập, chấp nhận cái lời dạy của thầy. Phụ cho nên đầu tiên chúng tôi chịu tính. Thành ra chịu tính là đầu tiên. Và thứ hai là trực tâm đó. Mà tính nó thường thường tính xong một trăm tính. Cái tính nó được cái tính.
Còn mình không tính được cái lời cầu nguyện không tính. Còn nửa thấy không thể nửa nghi nửa ngờ thì nó không kính. Nhưng mà thành đã tin rồi thì kính. Mà kính là mà nó học được. Thành đã những cái này nó thực sự nói đi nói lại mà có cái gì đã nghe trăm ngàn lần rồi. Nhưng mà thực sự nó là cơ bản cần thiết. Đó, đừng thấy ở tôi nghe phải nghe thường nghe nó gặp lại cái tiêu tả vậy. Cái người mà nói câu đó là họ coi nhẹ phiền não quá, họ nghĩ là phiền não dễ đọa, phiền não dễ trừ không có, phiền não không dễ trừ như người tưởng đâu. Có nhiều người hồi xưa ông bạn thầy có một ông bạn này đó, ông nói đến ông gặp cư sĩ, ông nói cái người đó hỏi sao thầy xuất gia vậy, cái ông thầy nói tôi có nhiều phiền não quá, nó có xuất gia để tôi đoạn trừ. Cái bà đó nói sao? Tôi thấy tôi không có phiền não vậy. Tôi thấy tôi không có phiền não mà sao thầy phiền não? Tại sao ông không thể bà không thấy bà phiền não không? Biết sao? Không phải bà chiến thắng ở đâu. Là bởi vì bà là phiền não rồi. Bà là phiền não rồi bà không thấy phiền não nữa. Hồi xưa đó mình thực sự đó quý vị ít khi thấy vui phiền não. Là quý vị có quán tuệ, chưa có quán tuệ. Khi mình tu một thời gian đó, quý vị sẽ thấy nhiều, nhiều phiền não nữa. Quý vị mà tu một thời gian mà thấy mình nhiều phiền não đó, tức là mình tiến bộ. Sao quý vị mình thấy được lắm. Còn nếu không, mình sẽ sáng cảm tưởng mình có phiền não. Nhưng mà ai chậm ra rồi. Nhưng mà mình lúc mà mình phiền não, mình vẫn không thấy nó là phiền não. Mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình không thấy nó là phiền não. Nhưng mà người ta mà nói chửi mắng mình thấy người ta phiền não. Nó không sao, là vô minh, con mắt nó vô minh. Thành ra phải có cái quán tuệ, cái làm sao quán sát chính mình. Thành lúc nào có phong như là hồi quan cảm chiếu. Thành ra thì nhiều người cứ tu học Phật, cứ lên nghe Pháp, đến tụng kinh, đến niệm Phật, đi Phật thất nào cũng đi. Niệm thì niệm lớn thế hơn mọi người, thấy không? Đi kinh hành thì thấy là không có, nhưng mà không có quán sát. Thành rốt cuộc cái gì trở thành hình thức, hoặc mặc dù nó có khôn tập, nhưng mà quân tập vào lực lượng rất yếu. Ở ngoài nó giúp cho mình rất yếu. Mình tức là lực lượng mình phải trong mình khởi lên. Thành ra học tu Bồ Tát Hạnh là sao? Là phải chính ý thức chính mình dùng lực lượng mình để mình tỏa niệm. Quý vị mà không có khởi tâm mà cầu mong tịnh độ, về tịnh độ thì người đứng ai là đứng tới kế bên là phải có chịu khổ đi theo. Thành ra tại sao cứ tịnh độ bắt quý vị khởi tính tâm tính rồi muốn đưa mình đến cái sự mà tinh tiến pháp nguyện mình đi hãy mình ra làm sao đối với Phật pháp. Khi học Phật pháp thì khởi tính tâm đối với Phật pháp, hào vào đại thừa khởi tính tâm đối với đại thừa. Mà biết tại sao phải khởi tính tâm đại thừa là phải biết tại sao cái đại thừa hay chỗ nào, ở Bồ Tát có cái gì để mình quy ngưỡng, thì lúc đó mình bắt đầu phát động tâm tính tâm được. Mà quý vị đã có tính tâm đại thừa đó thì quý vị sẽ kính tính đại thừa. Mà bây giờ muốn thì một mẫu bậc đó thì đức quá thì một án phải quý vị tụng kinh phổ môn hàng ngày chỉ để cầu an. Có bệnh thì tụng kinh hay tụng kinh đi lại để cầu siêu, thấy không? Những quan điểm rất là sai lầm, cũng như là kinh Địa Tạng, không nên chuyện ta chết thì cũng kinh Địa Tạng đúng không? Chúng ta đâu phải tụng cái Địa Tạng chỉ cho người chết đâu, mà quên cái ý nghĩa chân chính của Địa Tạng là cái gì. Kinh Địa Tạng có phải để cầu siêu không? Kinh A Di Đà có phải để cầu siêu không? Cái đó là mấy ông thầy cúng ông làm hư cái ý nghĩa của kinh hết trơn hả? Không phải, kinh Địa Tạng là nói về chữ hiếu. Nếu mình nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát đúng không, nhưng mà thật sự cái hiếu của đức một kiền liên so với đi hiếu của đức Địa Tạng nhỏ, rất là nhỏ, rất là nhỏ. Không học không thấy là đức Địa Tạng trong đó là một bà la môn nữ, phải không? Đọc kinh thì biết vì cứu mẹ nó khổ liền mà phát đại nguyện thành Phật độ chúng sinh, phải không? Mà đem hiện thân người nữ, quý vị không có ý thức được cái kinh đó là đề cao quý vị.
Nhưng mà sau này hiển tướng tỳ kheo là sau này, chứ thực sự đầu tiên là bổn lai là lúc Địa Tạng là người nữ. Trong cái phẩm đầu tiên là hai lần người nữ, một lần là người quan thiện đó, phải không? Đâu có tụi cái Địa Tạng không? Chắc có gì thầy trụ trì ra được cái Địa Tạng rất hay nè. Nhưng mà tụng nhưng mà không có hiểu, không có nghĩa, suy ngẫm. Cho nên những cái bộ kinh hay mình rất bỏ qua cơ hội. Thầy vô phòng. Thầy bác nói, cái phiền não nó không dễ đoạn. Cái người mà tu bên tỉnh thừa, họ luôn luôn phát tâm đoạn phiền não kinh khủng. Mà họ vật lộn với phiền não rất là cực, rất là cực. Họ phải qua nhiều giai đoạn, họ phải quán, họ phải hành thiền, họ phải nhìn họ. Họ tu rất là chăm chỉ. Còn bên thường đó thì thương chúng sinh, thương quý vị nhất là đời mặt khá. Mình nghĩ tránh kế nào, cách nào cũng đi thử có thể đoàn được như vậy. Bọn mình nói vậy chỉ cho môn tịnh độ. Để vị được về đến đức cảnh đức A-di-đà rồi. Đức A-di-đà có từ từ chỉ cho vị phương pháp đoạn phiền não. Thành ra khi vị lên đức cõi Cực Lạc thì chắc vị không còn phiền não, còn rất là nhiều, còn ý nghĩa. Giả sử mình tái nghiệp giảng sanh tức là sao? Đem cái thân phiền não này cũng đi bị cực khỏe. Tức là phiền não mình vẫn còn tưởng tử, vẫn còn yên nguyên trong tâm. Nhưng mà đó đức A-di-đà từ từ lấy nước trong lội rửa mình từ từ đó. Chứ không mình về đó là mình thánh nhân liền. Rồi bây giờ đây, kinh Đại Bát Niết Bàn nói nào. Có bốn hạng Bồ Tát có thể là y chỉ chúng sinh. Tức là tứ y á, tứ y Bồ Tát, có nghe chưa? Tứ y tức là sơ, phải không? Sơ y, nhị y, tam y, tứ y. Sơ tức là một á. Không sao đâu, không sao. Cái đến đây đó chưa nghe, nghe lần đầu phải không? Nhưng mà nó không hết. Tứ y Bồ Tát tức là bốn đầu Bồ Tát thì mình y chỉ đó. Y này là y chỉ, phải không? Chứ mà tứ y là bốn Bồ Tát này có bốn bộ y không phải vậy. Y là y chỉ, tứ y là bốn hạng Bồ Tát thì mình y chỉ. Cái Bồ Tát mà tứ y cao nhất đó với là ai không? Cái người mà cao nhất là để mình y chỉ là ai? Phật. Phật là tứ y của mình. Nhưng mà còn trung trung gian thì biết mình sơ y là ai? Sơ y tức là sơ học Bồ Tát nè, phạm phu như mình nè là sơ y Bồ Tát của mình. Là các thầy đó, thầy ở trong chùa nè. Còn là các bậc đồng học của mình mà có chánh kiến này nè. Sơ y tức là bậc sơ học phát tâm còn đầy đủ phiền não. Thành ra quý vị nè, học Phật phải trong, phải khiêm hư mới được, phải khiêm dưỡng mới được, phải nghĩ là người nào mình cũng phải học được mới được. Chứ vị mới vừa nghe và ba cô kinh với đội ngũ thánh lên cao này là thôi nhé, Phật tôi biết gần hết rồi. Không có người như thế ngộ nó tới định bị cái sở tri trước. Cái người mà càng khiêm hư nó cái người nó càng đi tiến xa. Cái người nào mà học ba câu mà thấy đủ thì nó người đứng tại chỗ, phải không? Thành ra mình phải chấp nhận rằng tất cả người trong mình đều có thể là chỗ người mình học hỏi. Thành ra Đức Khổng Tử cũng nói đó, tam nhân hầm tất hữu ngã nhân yên, ngã sư yên. Tam nhân hầm tất hữu ngã sư yên. Ba người đi chung với nhau đó, tức là mình với hai người nữa đó, thì trong hai người đó nhất định phải không thể mà không có những người có thể dạy mà được. Tất đương nhiên là có ngã sư, tức là thầy của mình. Yên là cái tiếng điện, thấy không? Tam nhân hành ba người cùng đi, tất hữu ngã sư yên, thấy không? Thì có như vậy đó là mình mới học được. Còn mình tam nhân hành mình thấy mình đã sư rồi thì mồ Phật, thấy không?
phải không? Mình còn nói là có phải dạy hai người kia thì cái đó chuyện khác. Cho nên tại sao mà trong mà lão tử cũng nói là cái chỗ trũng đó, nước nó tụ xuống đó, nước nó chảy về chỗ trũng không à, chỗ sâu không à, cái chỗ sủng là chỗ trướng chứa tâm chứng tượng như người khiêm hư, cái người mà sẵn sàng học hỏi. Còn người nào mà đứng núi đó, không đỉnh cao trí tuệ đó, thì người đó không học được. Bởi vì nước sao nó vô, nó chảy một chỗ khác hết trơn, đâu có chỗ nào chứa đâu, thấy không? Thành ra mình làm sao mình cố gắng mình từ con mình là đỉnh cao trí tuệ đó, thì mình mới học được Phật pháp. Mà không phải là như học Bồ Tát hạnh, mà học bất cứ gì thế gian này. Thành ra mình bởi vì mình khi mình quan sát mình thấy mình có nhiều phiền não vô cùng. Thành ra nếu mà học 3 câu, 5 câu, học nghe được vài bộ kinh mà thấy mình phải là biết nhiều Phật pháp lắm đó, thì thầy xin lỗi, thầy cảm chúc mừng đó. Người đó sẽ ít khi đến chùa đó. Không hỏi đủ rồi, nghe chị nói thầy đâu có tư cách gì để dạy họ. Thì họ cũng giống như sơn xe vậy đó. Sơn xe là khiêm nhường nha, khiêm nhường. Thế nào? Những vị này đối với lý thú căn bản của Phật pháp có một sự thể nhận tương đối chấm xác. Tức là tại sao mình nói mình học mấy thầy, mình có thể có thầy nhiều thì giờ hơn mình ở người tại gia. Dĩ nhiên đời đó là lần trước, thì một đời này thì cái gì nghe tin nhiều thì không biết sao, thì không dám nói, thấy không? Thành ra bây giờ trên mạng lưới thần lên bóng rồi, mà bao nhiêu là kinh điển cả thế giới, bên Đức cũng có, bên Việt Nam cũng có, rồi bên Mỹ cũng có, thầy cũng có mạng lưới để trên bao nhiêu kinh điển, thầy nhất chân, thầy thấy phát quang ở cả ngàn cái MP3 rồi đó, ai có thì giờ cứ ngồi nghe. Nhưng mà nghe thì thể nhận là tu, chứ còn nghe nhiều quá thì nó loạn, nghe không? Thầy nói đây là thầy nói ở cái thời tương đối, tức là cái người mà chúng mình ý chỉ đó là người có cái thể nhận tương đối chính xác đối với Phật pháp. Mà thầy nói chùa này nè, là chùa này là một chùa chánh, có cái chánh kiến về Phật pháp. Ban giảng sư thấy không có người nào có cái tâm có cái kêu là tà đi đường lạc đường, luôn 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 bị về chỗ chỗ chính xác, rồi học Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát hạnh, giảng sư cực đạo, phát đại tâm, cứu độ chúng sinh. Cái là con đường mình muốn đi, mình thích đi. Nhất là những người trẻ có nhiệt huyết với lại phục vụ chúng sinh, những người đó là những người đáng lẽ phải vào học đại thừa. Nhưng mà tại sao không đến? Bởi vì cái đạo Phật Việt Nam mình nó cái đầu nó quá chú trọng đến cái hình thức cúng kiến vào cái cầu siêu, vào chùa chúa thì cái thấy cầu tụng kinh người chết, rồi chứ đợi đến khi nào chết thì mới kêu thầy đến, còn không thì kêu nhanh nhanh, phải không? Có nhiều người này chủ trương đi cúng, bởi vì họ thấy chỉ có cái cơ hội đó mà đến họ độ được một vài người. Bởi vì khi mà chết, có người trong mình chết đó, thấy không? Thì tự nhiên có một người trong gia đình, một vài người họ tự nhiên họ thấy thầy có thể thôi, rồi giúp đỡ, rồi họ đang trong xúc động, họ cảm thấy đối với Phật pháp phát sự chút tấn công, thấy không? Bắt đầu cũng có thể nhiều người họ cũng vậy, không có ý, họ phát tâm như chay. Nhưng mà thầy thấy con số đó cũng rất là ít. Giả sử tụng cho một ngàn người vậy thì chắc cũng phải 5-3 người vậy thôi, thấy không? Độ cũng khó. Còn cái gì mà là cái gì, cho nên tại sao mỗi đây họ chú trọng đến thanh niên Phật giáo là gì, họ muốn kéo cái phần nữ thanh niên vào trong đây. Mà thật sự là đại Phật pháp đại thừa là Phật pháp của thanh niên, phải mà không có gì không phải là Phật pháp của lý thì ai cũng của tất cả mọi người, nhưng mà phần nữ nồng cốt của Phật pháp đại thừa phải là thanh niên, không? Thế nên mấy năm nay tại sao thầy ưu tư, thầy có giảng nhiều hay là thầy cũng không biết cúng kiến sao, không để linh để cố, mà để có ngôi chùa một cúng Phật tử đến đó, là phải có để linh, không thật. Ở buổi trưa mà tụng kinh ấy cái họ đến 40-50 người, 30-60 người, cái tụng kinh xong cúng đơn xong ăn xong cái tiếng nó hết, đến bây giờ giảng pháp 2-3 mạng ngồi lại. Thì bởi vì cái đó là cái sai lầm, cho nên mình làm sao mình hiểu rồi đó, mình đối với con cháu mình phải
giúp cho nó nói trong Phật pháp có những cái hay, mà đồng thời thì hy vọng rằng các thầy cũng vậy, phải làm sao mở cái đường mới cho người thanh niên để họ vô, chứ còn chỉ chú trọng về tụng kinh cầu siêu cầu an hay là đi niệm hộ niệm này nó á. Còn ngay cái đó một trình độ thật sự, nếu mà theo mình pháp môn trình độ như vậy đó cũng không thích hợp cho người thanh niên nữa, bởi vì đâu muốn chết đâu, nó đâu muốn vãng sinh đâu. 25 tuổi nó vô cụ nợ phải cái mau vãng sinh thì chuyện nó cũng lý thật. Như quý vị nghĩa là đi cuộc đời nó đi lần cuối rồi, thấy nó bắt đầu mỏi mệt rồi, cần một chỗ nương tựa nghỉ ngơi thì được không? Nhưng mà cái người thanh niên mà biết họ làm vậy không nào. Nhưng nếu mà thanh niên không còn, thanh niên nó không còn, những người già nữa thì ai vô đây, phải không? Tự mình tu một tắc hạnh, đó là cái người ý chỉ đó, đồng thời dẫn đạo chúng sinh đến học tập. Tuy chưa đoạn trừ phiền não, nhưng vẫn có thể giúp họ giáo hóa chúng sinh dẫn đến chỗ xa lìa phiền não, tin không? Người rất nhiều phiền não mà vẫn thể làm cho người chứng thánh quả, có được. Những tỳ kheo phá giới mà vẫn có thể làm người đắc từ giới thể, thành ra công năng của một vị tỳ kheo rất là lớn, hay một người tu Phật khác mà có chánh kiến rất là lớn. Thành ra đừng có nhìn người ta, nhìn đường nhìn gần quá, chứ đến đây kính trọng là từ những người đắc được lợi ích. Cái người đắc đây thì nó mà vẫn có thể làm người chứng quả được, nếu người đừng có nhìn cái phiền não họ, là bởi vì sao? Họ có chánh kiến, họ giảng được cho những cái câu mà hay cho mình. Thành ra tại sao mà trong kinh Đại Tập nó với mình mà vua hoặc quan hoặc là chính người mình làm quyền á, những cái cửa thoại bán một đánh một tỳ kheo đó, đánh thôi đó là cái tổ phạm như làm cho 100,000 thân phận ra huyết, giết một làm những đức một thân đức Phật chảy máu ra là phạm tội ngũ nghịch chứ gì, đọa địa ngục vô gián gì, mà chỉ đánh một tỳ kheo phá giới chứ không cần là trì giới. Ví dụ nó ồn cho thầy này phá giới đập nó đánh nó, thì cái người mà đánh đập một người thì kheo phá giới đó, cái tội 100,000 làm cho 100,000 thân phận ra huyết. Thì nào đối chức tăng phải tôn trọng tuyệt để, không cần biết phẩm đạo có tinh thần đó mà học bậc được. Dĩ nhiên là từ khi mình có một chánh kiến rồi, mình thấy mình nó còn chuyện tà ở đó thì mình trời xa ra, nhưng mà mình đi tìm thầy chánh mình học. Nhưng mà đừng có nhìn những cái phiền não của ông, không phải là đây là binh vực, không phải đức khổ hòa bảo binh vực. Nhưng mà tại sao không, không? Một cái vị khai phá giới đó, cái công năng còn cấp 100,000 cái ngoại đạo là tại sao ông có thể giảng chánh pháp cho người có thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, trong không khi một ngoại đạo nó chỉ làm sao nó chỉ giảng những tà pháp để người tiếp tục sinh tử luân hồi. Hãy hiểu như vậy đó, luôn tối như vậy nhưng mình mới thoát cái tăng bảo, mình có tính tâm. Bởi vì hiện giờ đó quan trọng nhất trụ trì ở thế gian này vẫn là tăng Phật. Thật sự nếu mà không có tăng đó, quý vị cũng không ở đây. Quý vị biết học qua ông tăng, quý vị đến đây là mình thích ông thầy, có cảm mến ông thầy quý vị đến. Thì giờ ông thầy cũng từ từ nó giới thiệu cho ông Phật, rồi từ từ có những biết được pháp. Còn giả sử bị đối với ông thầy mà không có tính tâm, hay là khi dễ rồi cứ bước ra kia, trong nhà ông Phật chạy theo ông thầy nhìn đưa người trong nhà bộ kinh hay nhất thế giới người dân tộc, phải không? Mình đang làm sao đối với tâm bảo đến tâm mà được, và cố gắng làm sao khi mà có một tâm đoàn nó cố gắng giữ cho họ. Và nếu không mình sẽ phạm mình tự nhiên mình đến chùa mình không được lợi ích. Thì nên bây giờ thôi, ngày ăn thường mới giảm. Nếu y vào thân người, tức là y vào thân người mình đây nè, mình đồng thành phố nè, mà học tục, học pháp tâm bồ đề, học tu bồ tát hạnh, cho nên bây giờ mình bắt đầu mình thấy thân người này, thấy không? Thân người là cơ sở để mình bắt đầu tập tu bồ tát đạo, học bồ tát hạnh, thì sao? Không nên
khoe khoang tự đại hay là cực ức biết ức cho là đủ. Tôi đọc cái đầu dĩ thiểu vi túc, vượt ức cho là đủ. Cái người mà đến học đó, là phải luôn khát ngưỡng, khát khao khát ngưỡng ngưỡng mộ, phải lập được cái tâm. Bởi vì tại sao mà như là đồng tử một thanh niên tiên ngưỡng cho đại thừa, đó là mỗi người cho thanh niên, còn một hồi nữa là bà các phu nhân tháng năm là mỗi người cho phụ nữ. Thấy cái người phụ nữ nó siêu việt như thế nào, tôi mới cảm nhận là cái người phụ nữ là vai trò rất là quan trọng trong Phật pháp. Tưởng tượng trong một xã hội Ấn Độ 2500 năm về trước mà một người nữ mà đúng ra giảng một bộ kinh trước Đức Phật, cái điều đó một cách cách mạng. Chỉ có Phật pháp đại thừa mới có hình ảnh đó thôi. Quý vị đi tìm bất cứ tôn giáo nào, kể cả tiểu thừa, không có người đó đâu. Vai trò người phụ nữ 2000 năm trước đã được tự do tình đẳng rồi, chứ không đến bây giờ mà tình đẳng ở trong bằng cách phát nguyên cái đức hạnh của mình, làm cho đàn ông họ nể sợ. Thành ra đại thừa là bình đẳng, học đại thừa là học bình đẳng. Thành ra Đức Thầy hồi sáng này nói tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân nữ, là bởi vì cho các ông tàu, không chỉ như ông tàu Việt Nam nữa, như cổ nữa, không như người cổ nữa, là chỉ là người Nam nó chuyển hình tướng của cái người Nam, từ người cổ Đức Quan Thế Âm chuyển vẻ râu, không chỉ như tôi Bồ Tát Quan Thế Âm bên Đức bên Nhật cổ vẫn là hình tướng người Nam, mà người như cổ từ Phật như họ vẽ râu gốc, tôi ngộ lắm, tại vì cái thời đó là cái thời để râu như là đẹp. Nhưng chỉ cái đặc biệt là tàu Việt Nam mà hình tướng phân người nữ nhiều, chỉ phá cái quan niệm là trọng nam khinh nữ mà họ, đó là một cái cách mạng. Thành ra Bồ Tát vẫn là cách mạng đó chứ, Bồ Tát là cách mạng đó. Thành ra trong giới luật đại thừa cho là cho đi là cách mạng, hiểu không? Bồ Tát cái khi mà vào đại thừa mới thấy là cái tư tưởng táo bạo vô cùng, tư tưởng đại thừa rất là táo bạo. Ngay trong thời đại mà những ông vua mà có quyền sinh sát trong tay, mà có thể nói rằng nếu mà người vua độc tài có quyền lực đổ ổng, trời, mấy ông Nho nghe hết hồn. Ông Nho không bao giờ có vụ đó đâu. Nho là gì? Tôn quân. Chủ trương của Khổng Tử là tôn quân. Dù là ông đó là bảo chúa thì mấy người phải tôn trọng ổng là vua. Ừ, Đức Phật cũng nói rồi, ông lãng quảng là có chuyện mà nói thẳng trong cái giới luật kia là đây thôi. Thành nói như khi mà đang thấy rồi mình biết rằng cái đại thừa đó nó có những cái tư tưởng mình thấy là nó giải phóng con người mình rất là xa. Nhưng mà cái gì mà người nữ mà bước vào đại thừa nó thấy một cái chân trời vinh quang hơn nhiều. Không có tôn giáo nào mà công nhận cái chuyện bình đẳng như đại thừa. Không khoe khoang tự đại, tức là mình là thân hoàng phu nói học chút định Phật pháp, không nên khoe khoang, không nên tự đại, không? Đem những điều thần bí mê hoặc người khác, tức là hay nói chuyện nghĩa là trên trời đó. Giả sử mình nghe mình thấy Phật hay gì đó mà không mình nói, không? Bởi vì mình đơn một cái mà cảm ứng đó nó rất quan trọng. Nhưng mà đừng quá chú trọng đến cảm ứng, mà chú trọng chuyện bình thường thế gian. Trong khi mình vào bình thường thế gian với tâm Bồ Tát thì tất cả đều là Bồ Tát hạnh, chứ không cầu thần bí. Và nói về cái cuộc tình độ của không? Cầu Phật hiện thân. Mình cứ niệm Phật rồi mình tin tưởng rằng ở công thẳng này đủ để mình tình chẳng sinh Phật, thì tức tự nhiên Đức Phật sẽ đến. Thành ra cái người tu Phật tử mà bước vào trong những cái đại thừa, dĩ nhiên có nhiều người tu rất lâu, nhưng mà thật sự đối với Phật đại thừa Phật pháp vẫn chưa có một cái nhìn xác đáng và chưa hiểu rõ, vẫn còn mơ màng, thọ Bồ Tát giới rồi mà vẫn đi chùa Năm Tông, nó như vậy
cái mà đi ngược cái tâm chỉ mình không phải mình cấm qua đó, không phải vậy, nhưng mình phải hiểu chỗ nào là cái chỗ đó được nghe pháp. Mình đã dạy con đường mình đi, mình cũng đi hai đường được, đúng không? Mình đứng một thuyền thôi, đứng hai thuyền, hai bên thì hai thuyền mình để đâu thì mình té xuống sông, phải không? Phải bắt cá hai tay không? Dù có làm A-la-hán, dù cũng làm Phật, chuyện nó không có thành được. Mình nhấn nhất tâm làm Phật, mình làm Phật, còn mình nhấn tâm làm A-la-hán, mình làm A-la-hán. Rồi, bây giờ là Phật. Đúng đây là, đầu tiên đây là thứ nhất kêu là luận, cái luận đề then chốt tức là giới thiệu cái dân gian Phật giáo là lấy con người làm căn bản, tu những hạnh rất là bình thường để thành Phật, chứ không cầu thần thông, không xa rồi, không nói chuyện mơ huyền nào hết, nói chuyện bình thường hàng ngày, đi về nhà quý vị nấu cơm cho ông, quý vị ăn với tâm là ở đây là chúng sinh, mình phục vụ chúng sinh, ngày mai mình ra mình gặp mình không giúp cái gì đó, ông chồng mình đau lưng mình bấm đau lưng cho không, mình phục vụ chúng sinh cái điều vậy, không có gì khác hơn. Không, đừng cảm thấy khi nhiều người ví dụ thầy kể chuyện cắt đứt gia đình bỏ đi tu, không trẻ con nó là mới 4-5 tuổi thôi, bỏ hai đứa con đi, bỏ ông chồng, bỏ hai đứa con tu, rồi sau mình con nó đi cuộc đời nó ra tù, ở tù rồi kêu bà đi thăm, nó nói làm phiền bà đây bà tu, nói chuyện vô lý không. Thầy nói không biết sao mình mỗi người quan niệm không, nhưng mà tu nếu mà tu thầy đại thừa đó thì có cái tâm từ bi, con mình nó thương, mình thương ái mình, nếu mình con mình không độ, mình độ ai? Thành ra mình phải có cái nhìn chính xác mà được phải vừa cái hạnh hiển đi đó. Bởi vì cho nên như đó nè, tại vì phần thứ hai là nó cái nguyên tắc lý luận thì nó rất nhanh như thế này. Đây là pháp với luật, pháp là pháp pháp, luật là giới luật, thì ở đây này nói là pháp với luật đều phải mình phải tôn trọng. Bởi vì một cái phần một số người tu thiền đó không, hoặc là một cái số mà chuyên môn là nghiên cứu kiến thức thì đó mới chưa được không, hoặc trọng pháp hay là hoạt động gì tu chứ mà họ quên giới luật. Thì bây giờ ngài nói là hai cái mình phải học pháp, đồng thời mình phải tôn trọng giới luật. Ngay trong cái những cái đầu tiên mà tăng đoàn của Đức Phật đó, thờ Phật trong đại thế đó, là các tỳ kheo thanh văn đó là sống trong tăng đoàn, không có thường thường không có cái, chỉ có căn cơ một cái là đức chi Phật đó, độc giác đó, họ mới ở một mình. Còn ngay cái người thanh văn đó là tiểu thừa đó, họ vẫn là sống trong tăng đoàn, nhưng mà cái đời này khác, bổ thiện chùa. Thế là cái là tôi nói là phải mà được tụi năm bộ được năm bảy thầy đó thì có người kéo đi không, bởi vì cái gì cũng vậy, tự tâm tụ là ở chỗ sự trói luyện, nói câu mà nhẫn không được thì sao được, hay là sống mà không muốn hòa hợp với người khác mà muốn mình mỗi người làm vua con cõi, ví dụ như vậy. Thành ra ở trong cái tăng đoàn nó cứ cười đó, hồi xưa thường đó mình quan niệm ồ của bên khổ hạnh, hồi xưa tại sao Đức Phật thị hiện tu khổ hạnh 6 năm là bởi vì cái đó là thời đó thì đã giảng kỳ trước, là bởi vì cái đó thời cái phong khí, cái phong cái là trầu lưu nó rất là thịnh hành, ngoại đạo nó thích khổ hạnh mà hiện bây giờ Ấn Độ cũng có, có nghĩ qua bên sông Hằng Hà đó, nếu mà ai mà có đi hành Ấn Độ vẫn còn những thầy pha kia nằm trên giường đứng đó, hay là đứng một chân ở dưới cánh mặt trời nóng chói mà ở đây mình nóng thì mình la chứ ở Ấn Độ chắc cũng vậy, nghĩ chắc cũng gấp đôi lần đó, có khi lên cả 150 độ, thử hành thân xác mình, thấy không, họ cho đó là tu tối thắng. Đức Phật vì muốn điều phục ngoại đạo thời đó không có thù với là thị hiện tu khổ hạnh. Ngày tu khổ hạnh mà không có ngoại đạo nào có thể thắng được, tức là tu khổ hạnh thù nó là giỏi hơn tất cả ngoại đạo khổ hạnh khác, nó mới phục. Ông làm được, tôi đã làm rồi,
thì ông đâu có gì mà cái này đâu có gì là đặc sắc đâu, tôi đã làm rồi mà tôi làm hay không, thì khi tôi vậy đó mình nói điều một nó được. Chứ ngày mới dẫn đó 3 ngày tôi khổ, trời khổ để tôi đi ăn cơm, thì như ngoài đạo nó đâu có cột đâu, phải 6 năm, một ngày một hộp mè, một hộp bắp, một hộp gạo gì đâu được không. Chỉ có sự thể hiện là chỉ có sự thể hiện một Bồ Tát năng lực vĩ đại nó có thể làm được như vậy. Cho quý vị, cho mình bất cứ cái phòng vô nào chừng 3 tháng hãy đi đợi như đi đợi rồi còn gì nữa, nói chuyện 3 đến 6 năm. Tức là chứng minh rằng với ngoại đạo rằng cái pháp tu của hạnh tôn tôi đã làm xong. Nhưng mà rốt cuộc là sao? Vẫn không thấy được chân lý. Rồi ngày vơ qua ngày bác bỏ cái cổ hạnh đó. Nhưng mà mình đi lần lại không thấy cái đó, mà mình lại đi trong đường khổ hạnh, mình đề cao sự khổ hạnh, mình cho tôi còn khổ hạnh là hay, là bởi vì mình sao? Vì ảnh hưởng của ngài Đại Ca Diếp. Khi mà mình nói là lịch sử, khi mà sau khi Đức Phật chuyển độ đó, nhớ một chuyện không? Ngài Đại Ca Diếp lúc đó đang ở cách ở chỗ khác, cách đó 7 ngày đường. Mới đi về thì lúc đó có hai tăng đoàn kia làm hai phe, là phe của Ngã Đang và phe của Ngài Đại Ca Diếp. Thì Ngài Đại Ca Diếp dùng cái quyền lực áp đảo Ngã Đang, bởi vì Ngài Ca Diếp là người tu hạnh đầu đà đệ nhất mà, chủ trương tu khổ hạnh. Có nghe được nói gì không? Khi mà Ngài Đại Ca Diếp gặp Phật lần đầu tiên á, là cái giúp nói với Đức Phật là dù không gặp được Đức Thế Tôn, tôi cũng thành Đức Chị Phật, tức là tôi thành độc giác trong đời này. Nhưng mà có Phật là tôi nghĩ đến Ngài là đệ tử Thanh Văn. Nhưng mà cái căn tướng của Ngài Đại Ca Diếp là độc giác, tức là thích một mình tu hạnh khổ hạnh. Thành ra khi mà Ngài Ca Diếp đến cả gần 80-90 tuổi mà những tu hạnh đầu đà, Đức Phật khuyên thôi bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, thôi giờ giả bớt đi, là cái quyết định không, tức là nhất định là chịu cái khổ hạnh luôn. Thì Đức Phật không miễn cưỡng, không biết sao thì tổng khen thôi, thấy không? Nhưng mà bởi vì cho nên bởi vì sau khi mà kết tập đó thì cái phần phe bên này đã thấy thắng thế, thành ra từ đó mà cái thân không khí tu khổ hạnh nó vẫn phong hành ở trong cái tập học. Nhưng mà cái đó là đi cực đoan thì nó trở thành đi ngược cái tông chỉ của đạo Phật. Thì Nam Bình nó nhìn người xuất gia mình quen, nhìn cứ nghĩ rằng các thầy phải tu khổ hạnh, các thầy phải ăn đồ này là kia, nó là nhìn người xuất gia nhưng nó rất là khen khắc, giống như bọn mẹ khó tính thôi, lại nhìn đứa con là những mắt chăm chăm nhìn con thầy này có phóng túng hay không, chứ không phải đến đây học Phật. Bây giờ mình phải hiểu chấp nhận là cái vị thầy của mình vẫn là phàm phu, nhưng mà vẫn là một người có thể mình yên chỉ, là bởi vì họ có chánh kiến. Thì thầy mới nói đoạn rồi, thấy không? Thật cái người mà tâm nó muốn thành tựu đó là phải trong tăng đoàn, nhất là những người trẻ mà mới ra trường không học những kiến thức Phật pháp mà thời kỳ thế gian lấy đẳng cấp đó, chưa có kinh nghiệm tu hành hay là chưa có học được chủ nhẫn đó, không mà mình vì tình cảm hay gì đó nãy giờ mình hại họ cuối cùng, phải họ để họ trong tư đoàn, để họ bị tu luyện, để họ huấn luyện họ. Thì nó giả sử họ đến ồ, họ mượn tiền mình để họ lập chùa, nó đồ thầy phải lại tới thầy học, thầy đây hướng luyện 20 năm nữa đi, 40 tuổi 50 tuổi có thầy chín chắn rồi, lúc đó mình có thể được. Nhưng mà mình đâu cần nghĩ vậy, thích nó ngọt không à, không mật ngọt chết rồi.
Nhưng mà thầy không nói đen, thầy không có quảng cáo, thầy không có khổ ai gì mà thầy nói vậy. Tôi chỉ kinh nghiệm bây giờ trong Đức Phật nói rồi nè, là ngay cả thanh văn cũng phải ở trong tâm đồ. Thấy không? Chứ bây giờ ví dụ như mỗi thầy một chùa, thấy không? Thì khó vô cùng, khó tu. Mà ví dụ như một cái đạo trường lớn này là đang cần những người học tác có cái năng lực phát huy được. Mình ví dụ như làm cái chùa này phát triển không nổi, cứ sập sệ đi hoài thì nó không có hấp dẫn được một chúng, thì tổn hại vì cứ đi trong nhóm, đi về chùa này ba tuần hay chùa ba tuần, ví dụ mình không có chỗ nào để thì trong tương lai không biết sao. Thành ra mà thí dụ như mình bình thường đi, là trở lại vấn đề những người tích tu thiền đó, họ tưởng họ vô lâm sơn cùng cốc một người mình họ tu mau chứng quả không có, chính là trong tăng đoàn tu cũng mau chứng a la hán. Thường thường các người mà trong người chứng quả thì cái chứng quả thường thường là những người ở trong tăng đoàn là chứng. Là tại sao vậy? Luôn luôn có người đến những nhắc nhở mình, phải không, dạy dỗ mình, rồi làm cái gì ví dụ như không đúng người ta chỉ điểm, thì quý vị cũng vậy. Dù là cái người đại gia cũng phải có một cái đoàn thể đại gia, hay là đến đây lâu lâu mình đến 3 ngày, 5 ngày, tuần lễ, mình phải để cho các thầy hay là nhìn mình để mình chỉ mình tu học, để điều phục cái phiền não mình. Rồi bây giờ thầy muốn nói gì vấn đề này không? Tức là đại khái là luật và pháp thì thường thường mình hay chú trọng đến kinh điển tôn chứng nhiều hơn, mình ít khi để ý đến nghĩa luật thì Đức Phật hay là ngày Ấn Thuận này nói là mình nên tôn trọng cái giới pháp của Đức Phật. Bây giờ cái phần kế tiếp là hợp nhất giữa duyên khởi và tính không, thì cái này nó hơi khó, thì dĩ nhiên là không nhỏ tính không thôi kìa, tại vì những người phải tính duyên khởi là gì không? Khi mà Đức Phật có một bài đạo hỏi Đức Phật, ông giảng gì, ông dạy gì, Đức Phật của mình đó, thì mình nói ta giảng duyên khởi. Thì duyên khởi là gì? Không giờ mình nói là thầy đi rất là sơ lược, không có nói dòng do đây, thì trong quyền khái niệm thôi. Rồi trong tương lai đi học thêm thì biết. Đơn giản lắm. Không tôi nói hiện tưởng. Nguyên nhân phát sinh không, nguyên nhân phát sinh không phải là duyên khởi, tức là nói một câu mà tóm gọn á là có thấp vô là duyên khởi là sao, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái diệt, tức là cái này duyên ở kia để mà khởi lên, hoặc duyên ở kia để diệt, tức là bỏ cái pháp trong vũ trụ này đều là cái duyên, là cái duyên khởi cho cái pháp sinh khởi. Thấy không? Thì phải nói lại khá như vậy thôi. Thì đây mình bởi vì ngày Ấn Thuận đó là một người tu về Trung Quán là tính không, còn tính không là gì biết không? Hôm nay nó cao cao chút thì kệ, ai sợ sợ. Tính không có nghe không? Có nghe không không? Có nghe không không? Không phải là không có. À đồng tình đó, nó có nghĩa tâm kinh là không sắc thì không tức thì sắc, sắc tức thì không, phải không? Nhưng mà không đó là cái gì? Không phải, bởi vì thiên lòng. Hôm nay vài năm nữa thầy trở lại người giảng gì tấn công. Thật sự á, duyên khởi là cái thì nếu mà nói một cách nôm na là cái này sinh cái kia sinh,
cái này dĩa, cái kia dĩa, tất cả khai thác là duyên khởi cho nhau. Tức là thật sự là tất cả những cái sự hiện hữu trong cái vũ trụ này đều có cái sự liên quan với nhau hết, thấy không? Ví dụ như quý vị đây, mình nói ví dụ như quý vị sinh ra đứa con, thì đây có cái này thì có cái kia, ví dụ nó nôm na là vậy. Đó. Còn không có tính không, nó là không có tự tính. Tức là ví dụ nó mình khi mình thấy cái ngã mình là người một cái gì độc lập riêng biệt, nhưng thật sự mình chỉ là tổ hợp của tất cả những cái nguyên nhân khác, thấy không? Thấy như thân mình đất nước gió lửa hay gì đó, ví dụ rồi. Thì ở bên đại thừa khác với lại bên tiểu thừa, tức là tiểu thừa thấy duyên khởi và tính không khác nhau. Bên đại thừa thấy hai cái là nó là một, thấy không? Thì thôi bây giờ đến đó đến đó không? Thì cái đây là đại khái là khởi lên cái những cái danh tự để bị thắc mắc, có thắc mắc là sau này mới tìm hiểu, thấy không? Chứ thầy không nói những điều này, thầy nói trên đại bi tâm đại ni đức phật đức quan thế âm là chánh pháp của Như Lai, giả sử không nói câu đó thì không ai thắc mắc, phải không? Đức quan thế âm Bồ Tát là cổ tọa tự hiện, thì nếu người cảm thấy thích thú thì kiếm nguyên quyển kinh đại bi quảng đại vô ngại đại bi tâm đại ni, trong đó có nói rõ thích thiện tâm dịch. Tức là duyên khởi là cái sự nó là một cái động, nó thấy động là nó từ một cái vật này, nó là cái duyên để khởi lên pháp khác. Tức là tất cả những cái vật trong vũ trụ nó là cái nhân để gì hiện khởi những cái pháp khác, nó là cái pháp duyên khởi. Thấy không? Nhưng mà nó khởi, nó duyên khởi mà nó không có tự tính, thì nó là không. Không sao đâu, không sao, cái này không có lời, không phải mà tại vì trong đây nó có một phần cái là thống nhất giữa duyên khởi và tính không, thầy mới nói một cái lập luận. Bởi vì người thật sự đó, cái gì mà khi học đại thừa đó, học Phật pháp á, đừng bao giờ thỏa mãn với những cái là thiên nên lòng lành lắm dữ. Nếu mà cứ thỏa mãn với những cái đụng đề như vậy hoài thì người không tiến bộ được, người phải đào sâu Phật pháp, người có chứng kiến về Phật pháp rồi mới có thể là một phần tử trung kiên phát huy được Phật pháp. Ví dụ một người ngoại đạo đến hỏi vị không tức thì sắc, sắc tức thì không, làm sao thọ mô Phật, hỏi thầy tôi nói thí dụ vậy thì nó học mình liền. Nếu mình có thể nói liền cho nó biết, hay là nhất đại khái là cho nó thấy cái đặc sắc Phật pháp mình cái nào thì không có phục mình. Thành ra tại sao vì thầy khuyên mình phải học Phật pháp là thâm sâu được. Còn dĩ nhiên là nếu mình cảm thấy nó khó quá, mình có thể an tâm trong câu Nam Mô Di Đà Phật thì đó cũng tốt. Nhưng mà thầy nói nãy rồi đó, với hình thức như vậy đó mà chỉ chuyên môn mà kêu tổ chức Phật thấp rồi tiếng cầu siêu của an thì trong tương lai Phật pháp mình sẽ không thanh long được. Mình phải nghĩ đến giới trẻ á, mình phải nghĩ đến thanh niên, mình phải mở một cái đường hướng khác để cho nó bước vào, mình mới tạo sinh khí cho nó mới được. Cái Phật, bây giờ mình đem cái Phật pháp Việt Nam qua đây, phải không? Mình nếu mà chỉ ăn thận trong cái cộng đồng Việt Nam thì cũng được, nhưng mà mình nên biết rằng mình phải thích hợp với cái xã hội lúc này. Những đứa con mình sau này nó là những người giỏi tiếng Anh, nó có thể đem tư tưởng Phật pháp nó truyền ra ngoài, thì tại sao mình không nên lưu tâm đến đứa con mình chỉ dẫn cái nào Phật pháp? Nếu mình muốn cái đạo Phật mình, bởi vì mình hiểu rằng đạo Phật mình là tốt, là đẹp, là lý tưởng, thì mình phải làm cho nó trường tồn. Mà trường tồn là phải nhìn xa. Còn các thầy ở đây hoặc là các chùa chỉ nghĩ đến cái chỗ gần thôi, tức là quý vị ngay hiện tiền thôi, chỉ phục vụ chú vị thôi, mà không nghĩ đến tiền độ không xa vời. Thầy là người ưu tư về đó, tại mà thầy đến đâu thì cũng phát huy tư tưởng Bồ Tát, ca tụng Bồ Tát đạo, nhất là thầy khen ngợi, thầy cố gắng bắt chúng Đức Phật ca ngợi người tại nhé, không phải là chuẩn bị tự mãn, chuẩn bị khởi tâm kêu mạng mà để mà khuyến tấn quý vị, cho mình biết rằng quý vị có cái đóng thể đóng góp được cho Phật pháp. Mình truyền cho con mình tức tư tưởng thì nó cho thật mơ mơ tò mò, nó bước vào được Phật pháp để học.
Rồi còn nếu mà ở kia không đi niệm Phật, không hàng kia không nói là đi, họ mỗi lần đi cầu siêu của ăn kia nó theo tụng kinh rồi đi về, ăn về đi về thì cái gì nó dễ dàng, nhưng mà nó không thấy gì là đặc biệt, nó sẽ đi theo, nó sẽ đi theo đạo khác. Mà tại sao mình đạo Phật mình nhất là đại thừa, một tư tưởng sống động, một cái tư tưởng như vậy mà rốt cuộc dễ chết, bởi vì không có ai phát huy. Bây giờ tự lợi lợi tha, có mấy phút nữa để thầy tóm tắt cái này. Thành ra cái vấn đề mà để truyền đạt tư tưởng, truyền đạt sự cảm thông, ví dụ như một cái người mà họ có những cái tâm đắc, tự nhiên ví dụ một thầy xuất gia mà tại sao tối ngày đi giảng kinh tại gia Bồ Tát giới, tại sao tôi giảng nhưng còn là Phật nhân gian Phật giáo mà không, tôi khuyên người khác xuất gia không khuyên người khác cạo đầu. Bởi vì nếu mà chỉ khuyên người ta xuất gia không cạo đầu đó là Phật pháp đi lệch lạc rồi, đi đụng đường thanh văn thừa. Phật pháp đại thừa là phải người tại gia và người xuất gia cộng tác với nhau mới được. Phật pháp thanh văn thừa đó là bên tiểu thừa đó, là người xuất gia là lãnh đạo, họ là chính, tại gia là phụ. Nhưng mà trong Phật giáo đại thừa đã có quan điểm bình đẳng đến chuyện này, và sáng mai thầy giảng về kinh Thắng Mang cho biết là Đức Phật mình đã chủ trương bình đẳng từ lâu, phải không? Nói là ví dụ như đọc cái tư tưởng là người tại gia thì người xuất gia bình đẳng, không có nghĩa là gì ngày mai ra kênh cơn với thầy, không phải vậy. Không phải. Nhưng mà tôi biết được quý vị giai đoạn của mình cũng quan trọng người xuất gia vậy đó. Quý vị không bao giờ không thấy vậy. Quý vị thấy ông thầy, ồ, để ông thầy tu cho mình, học cho mình, chứng cho mình. Rồi có gì đó mình chạy đến chùa mình cầu ổng. Tại nhiên có sẵn trong tay cái gì đó đưa cho mình, mình chỉ đến nhận thôi, mình không có phát tâm, mình không có chịu khó gì hết. Cái quan điểm đó họ là thủ động, hiểu không? Kiểu niệm Phật nó thầy niệm cho tôi đi, tôi nghiên cứu kinh nghiệm, thầy nghiên cứu tôi đi, hiểu không? Thật tôi đắc đạo này học thôi hay quá thôi, nhưng mà thầy để thầy làm thì cái đó không phải là học, hiểu không? Không, thật sự là vậy. Quý vị sao mà thì nói đó, khi quý vị mà bước vào mà được cái tâm đắc đại thừa đó, quý vị sẽ thấy từng cái tế bào của quý vị xếp sâu sụp lên, quý vị cảm thấy rằng cái đạo Phật đem cho những sự vinh quang tuyệt đối. Nó là con đường, bởi vì cho nên tại sao mình thích cái đọc Bồ Tát hạnh của Ngài Tịnh Thiên. Kẻ tù bộ sinh tử, nếu phát tâm bồ đề, gì nữa? Kẻ tù bộ sinh tử, nếu phát bồ đề tâm, tức khắc danh Phật tử, trời vừa mình cung kính. Cái người mà phàm phu đó, mình là người ở trong sinh tử, mình ở người trong ngục sinh tử, cái là cái bụng của mình đó, mình không thấy. Nhẫn nhau suốt ngày à, một sinh tử quan sát nó là cái một. Nếu phát tâm bồ đề tức khắc, nó là lưu mắt thì được danh Phật tử, thì kêu là Bồ Tát, trời người nên cung kính. Cái là có sự vinh quang của một người tu đại thừa, chưa có một tư tưởng mà xuyên biệt thì chưa thấy được, thì cố gắng quan sát. Khi mà cái mà dòng tín niệm đại thừa mà nó khi mà nó bước vào cái, nhưng nó đập vào tiên vào tỷ nghị rồi, mình thấy là quý vị rất là hăng say phục vụ cho Phật pháp. Thành ra sau cái phần sau này là giết thọ chánh pháp, khi mà quý vị nghe bà Thanh Mang Phương Dân nói quý vị thấy phục bà đó vô cùng, đó là mỗi người lý tưởng của Phật tử đại thừa. Nam mô A Di Đà Phật. Đến đây ha, để mình chấp tay lại. Nguyện đem công đức này hướng